Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Trong khuôn khổ video này em sẽ phép làm video giới thiệu về một chiếc xe cũng gọi là huyền thoại của Toyota. Tuy nhiên là hiện tại thì dòng xe này cũng khá là kén người dùng, Toyota Fortuner. Và em xin phép giới thiệu cho anh chị về chi tiết nội ngoại thất chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản 2.4 máy dầu một cầu bản Legender. Và nội ngoại thất xem anh chị thấy cái xe này đã thay đổi những gì rồi, và giá bán trong cái thời điểm tháng 8, tháng 9 này. Xe Toyota Fortuner thì được phân phối ở thị trường Việt Nam với 7 phiên bản, là dòng xe có nhiều phiên bản nhất ở thị trường Việt Nam của Toyota. Thì nó có cả nhập khẩu và lắp ráp. Với những cái xe nhập khẩu thì sẽ là xe chạy máy xăng, máy 2.7 máy xăng, và có hai phiên bản máy xăng là nhập khẩu từ Indo, một phiên bản là một cầu, phiên bản hai cầu, có giá niêm yết lần lượt là 1 tỷ 277 triệu cho phiên bản hai cầu, còn phiên bản một cầu là 1 tỷ 187 triệu là phiên bản hai phiên bản nhập khẩu, còn có 5 phiên bản lắp ráp trong nước là 5 phiên bản máy dầu, giá lần lượt đối với phiên bản số sàn duy nhất là 1 tỷ 015 triệu, phiên bản thứ hai là phiên bản một cầu số tự động máy dầu bản thường 2.4 thì là 1 tỷ 107 triệu. Còn phiên bản trước mắt chúng ta đây, phiên bản một cầu bản thể thao bản Legender thì có giá niêm yết là 1 tỷ 248, còn phiên bản hai cầu số tự động thì sẽ có giá niêm yết là 1 tỷ 423 là phiên bản thường, còn với phiên bản Legender phiên bản thể thao thì có giá là 1 tỷ 459 triệu. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu về nội ngoại thất chi tiết chiếc xe 2.4 một cầu bản Legender này. Thì thứ nhất là phía đầu xe là anh chị thấy là thiết kế mới rồi này. Và cái thứ hai là được trang bị những gì. Thứ nhất là để zoom một chút gần đấy, anh chị thấy được cái màu trắng ngọc trai của nó. Và đây, thứ nhất là ở phía đầu xe là có trang bị camera 60 này, trang bị đèn bi LED này, trang bị đèn sương mù dạng LED này, cảm biến trước. Phần hông xe từng trang bị là la răng phay xước, phiên bản lốp rất to. Và như em theo em thì cái trong phân khúc SUV cỡ trung như này, Santa Fe này, Sorento, Everest, thì ngoại hình của Fortuner nó có một cái nét riêng của nó là rất là bụi bặm và cơ bắp. Có camera 60 trên gương, là cái nút để mở cửa thông minh, có cảnh báo điểm mù trên gương. Phần đuôi xe thì trang bị được là đèn full LED rồi, và cái thanh giải này rất là đẹp này, từ đầu này đến đầu này. 4 cảm biến sau, xi răng, xi nhan thì dạng LED đuổi anh chị ạ. Và ngoài ra một cái đặc biệt nữa là xe được trang bị cốp điện kèm với đá cốp. Là cái anten phía trên thì là anten dạng vây cá rồi. Em sẽ giới thiệu cho anh chị về cái nội thất của xe. Nội thất thì được là màu đen pha với cả màu nâu đỏ, nó sẽ thiên hướng về màu đỏ nhiều hơn, màu nâu nhiều hơn. Nội thất từ phía người lái này, loa thì đã được trang bị là loa JBL và kèm với màn hình JBL luôn anh chị ạ, nên là cái âm thanh cho ra rất là hay. Và ngoài ra là gương đã được trang bị là gương chống chói tự động. Fortuner thì được đánh giá là một trong những chiếc xe SUV phân khúc cỡ trung là ngồi thoải mái nhất, và hàng ghế thứ ba, và đây là hàng ghế thứ hai, cũng được trang trí theo họa tiết là đen pha với be, đen pha với đỏ, nâu đỏ. Ngoài ra thì phiên bản này được trang bị là cổng sạc hai cổng sạc USB cho hàng ghế thứ hai này, được trang bị một cái ổ cắm 100W 220V ở đây, anh chị có thể dùng laptop hoặc là có cái trong thiết bị nào dùng thì sẽ rất là tiện trên cung đường mình đi. Ngoài ra thì xe máy 2.4 máy dầu ở thời điểm này thì em nghĩ là đánh giá là cái xe này là một trong những xe tiết kiệm nhất trong phân khúc. Máy 2.4 mô men xoắn lớn, nhưng mà cái mức độ tiêu thụ nhiên liệu theo công bố của nhà sản xuất thì chỉ có 7.4 lít/100 cây. Ở đây về nội thất anh giới thiệu một chút này, có gương gương điện này, có chỉnh gương tự gương điện này, loa JBL này,
rồi cái nghe gọi, rồi chỉnh cái màn hình đa thông tin phía bên trong, đèn tự động, đèn bật tắt, đèn sương mù này, có lấy chuyển số sau vô lăng, có gạt mưa tự động và có đầy đủ đèn nổ này, có màn hình JBL và điều hòa hai vùng tự động, có hai chế ba chế độ lái là Eco này, Power và Normal. Còn đây là cái chỉnh cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai này, chỉnh mức độ gió. Còn ngoài ra thì để cập nhật luôn cho anh chị về cái một xe của Fortuner. Thứ nhất là bên em hỗ trợ cái xe này lên đến 80% giá trị xe. Trong một số trường hợp anh chị mà chứng minh tài chính chốt tốt ý, thì em có thể là cho vay lên đến 90% giá trị xe và trả góp tối đa là 7 đến 8 năm. Tùy theo cái anh chị vay cá nhân hay vay công ty, hay là vay công ty trong nước hay là công ty có vốn nước ngoài. Nó cũng tùy theo cái chi tiết cái anh chị tài chính của anh chị như thế nào. Thì anh chị có thể chia sẻ giúp em cái tình hình tài chính, gọi cho anh cho em là anh chị muốn lấy xe màu bản nào này, màu nào này, thì em sẽ báo cho anh chị thứ nhất là về giá và cái thứ hai là về lịch xe. Còn về cái tài chính em áng chừng cho anh chị là cái xe này là cần bao nhiêu tiền để mang xe ra ngoài đường. Thứ nhất về giá xe như em báo ở đầu video rồi thì có giá là 1 tỷ 248 triệu, 1 tỷ 248, thì anh chị cần trả trước 20%, em tính trung bình khoảng 20% đi, cộng với tiền thuế 124,8 triệu, cộng với chi phí đăng ký đăng kiểm rồi bảo hiểm các thứ, thêm một chút phụ kiện, em có tính khoảng tầm 400 triệu quay đầu là anh chị mang chiếc xe ra ngoài đường rồi. Còn nếu anh chị muốn vay nhiều hơn trả ít hơn thì anh chị báo em cái tình hình tài chính cũng như là cái thu nhập của anh chị từ đâu, thì em sẽ báo cho anh chị cái gói vay làm sao nó phù hợp nhất. Mọi người, trong khuôn khổ video này nó cũng dài rồi, cũng hơn 7 phút rồi, thì em xin phép là hẹn anh chị ở video tiếp theo. Cần hỗ trợ gì thì anh chị gọi cho em qua số hotline nhé. Và hẹn anh chị ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.